Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem tướng mặt phụ nữ đào hoa đa tình hơn người. Tướng mặt phụ nữ đào hoa có đặc điểm gì đặc trưng? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt xem ngay sau đây để biết nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tuyến lệ dày thâm. Tuyến lệ là phần bọng mắt nằm dưới chân mày. Tuyến lệ dày và thâm chứng tỏ dục vọng của người phụ nữ rất lớn. Họ có nhu cầu sinh lý dồi dào và có nhiều ham muốn vượt độ. Phụ nữ sở hữu nét tướng này có tính cách khá lăng nhăng, luôn đứng núi này trông núi nọ, thích thú với cảm giác mới lạ, không bao giờ từ chối nếu có người tiếp cận. Phụ nữ có bờ môi mỏng. Theo nhân tướng học, phụ nữ môi mỏng thường đào hoa, đa tình, ham mê nhục dục, không hề thua kém đàn ông. Với lối sống cởi mở cùng khả năng ăn nói khéo léo, tuyết phụ nữ này thường có nhiều mối quan hệ xã hội. Cũng chính vì vậy mà họ được rất nhiều người yêu quý theo đuổi. Tuy nhiên, người phụ nữ có tướng môi mỏng lại không trung thủy trong chuyện tình cảm. Họ dễ bị tác động, chi phối bởi ngoại cảnh. Nếu như cuộc tình gặp nhiều khó khăn, trắc trở, họ sẽ có xu hướng tìm kiếm một chỗ dựa khác vững chắc hơn. Nhân trung phụ nữ có tía đỏ. Nhân trung là đường nằm giữa mũi và miệng. Xem tướng mặt phụ nữ đào hoa, phần lớn phụ nữ đa tình đều có một đường vạch ngang màu đỏ hoặc hồng nhỏ như sợi tơ nhện và phải tình mắt lắm mới thấy. Nếu như ta thấy xuất hiện dấu hiệu đó thì có thể đoán đó là người phụ nữ đào hoa. Còn những người có nhân trung gãy khúc quanh mép miệng, sắc da xanh xám một cách tự nhiên không vì bệnh tật cũng là dấu hiệu để nhận biết những người phụ nữ ấy rất lăng nhăng. Xem tướng mắt phụ nữ đào hoa. Phụ nữ có đôi mắt ướt. Xem tướng khuôn mặt cho biết chủ nhân của đôi mắt ướt là người dễ rung động trước những người đàn ông có tiền tài, thậm chí là những người đã lập gia đình. Họ yêu một cách mù quáng, sẵn sàng chấp nhận làm người thứ ba, thậm chí là người tình một đêm để chiếm được trái tim của đối phương. Đa phần phụ nữ có nét tướng này không thể làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc của mình dẫn đến những hành động sai lầm. Phụ nữ có mắt tam bạch. Xem bói tử vi, vì quá đắm say nhục dục nên có thể sau một thời gian ngắn, khu vực xung quanh lòng đèn mắt của người phụ nữ bị thu hẹp dần vào những chỗ cho lòng trắng, khiến lòng đèn bị lòng trắng bao bọc, biến thành một loại tam bạch, nhãn tạm thời. Chính vì vậy, những người phụ nữ có mắt tam bạch thường bị đánh giá là đa tình hơn so với những mẫu người phụ nữ khác. Phụ nữ mắt lá khoai. Mắt lá khoai là kiểu mắt với hình dáng giống chiếc lá khoai, đôi mắt hơi xếch về phía đuôi chân mày cùng ánh nhìn sắc sảo thu hút. Đôi mắt lá khoai luôn thu hút được người khác giới bởi sức mạnh phi thường, quyến rũ đầy mê hoặc. Những người sở hữu đôi mắt lá khoai tính tình ngay thẳng, thật thà và có sức quyến rũ kỳ lạ khiến cho đàn ông mê mệt. Tuy nhiên, trong tình yêu, họ lại thiếu đi sự quyết đoán, dễ bị rung động và yêu cùng lúc nhiều người. Bởi vậy, người xưa mới có câu, những người còn mắt lá khoai, liếc trông, trông chết, liếc trai, trai mù. Tướng mặt phụ nữ đào hoa, phía dưới mắt có làn xếp hay gân xanh xám. Xem tướng phụ nữ, nếu khu vực dưới mắt có làn xếp hay gân màu xanh xám hoặc hồng chạy về phía đuôi mắt, thì đây được đánh giá là người phụ nữ có nhiều kinh nghiệm tình trường, đã trải qua khá nhiều mối tình, thường có khuynh hướng ân ái vụng trộm. Khi thấy đàn ông xa lạ, ưa nhìn, thường hay cười tình, liếc xéo. Mũi bé là nét tướng của người phụ nữ đa tình. Những cô gái có khuôn mặt to nhưng mũi bé, hay còn được gọi là mũi bà hai, là người thích theo đuổi những người đàn ông đã có danh vọng và sự nghiệp. Nhưng phần đông họ đều đã có gia đình, bởi vậy chỉ còn cách duy nhất là vụng trộm thì cô nàng mới có được họ. Người sở hữu chiếc mũi bé thường có nhiều ham muốn mãnh liệt, họ rất thích chơi đùa trong nhiều mối quan hệ phức tạp. Phụ nữ da mặt trắng hơi pha hồng. Xem tướng mặt phụ nữ đào hoa, phụ nữ có làn da trắng hồng thường được rất nhiều người đàn ông yêu thương tán tỉnh. Tuy nhiên, họ lại được liệt kê vào top người thích sự mới mẻ, dễ thay đổi và không trung thủy trong tình yêu. Những người phụ nữ có da mặt trắng nhưng pha hồng thường có kinh nghiệm tình trường nhiều hơn và các mối tình thường chỉ diễn ra trong thời gian chóng vánh. Đặc biệt, nếu trên gương mặt xuất hiện nhiều vết tàn nhang, thâm nám thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy đó là người phụ nữ đa tình. Phụ nữ có gò má cao. Dự đoán vận số cuộc đời qua tướng gò má phụ nữ. Phụ nữ có gò má cao thuộc tiếp người đa đoan quỷ kế,
thích chế ngự đàn ông mình thích. Tuy nhiên, họ cũng cả thèm chóng chán, dễ thay đổi mà chẳng có nguyên nhân nào. Họ thoải mái làm những điều mình thích mà không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của người khác, kể cả là trong chuyện tình cảm. Phụ nữ có khuôn mặt quả dưa. Xem hình dáng khuôn mặt, phần má quá hóp, không cân bằng với mặt là dấu hiệu của những người phụ nữ mồm miệng khéo léo nhưng lại không đáng tin cậy. Họ thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng, không chịu được khó khăn vất vả. Bởi vậy, nếu như đối phương không thể đem lại cuộc sống vật chất như mong muốn thì người phụ nữ này có thể sẽ phản bội, chạy theo mối quan hệ mới. Sơn căn có màu xám đen. Sơn căn chỉ khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi, phản ánh độ mạnh yếu của gen di truyền cũng như ý chí của con người. Khu vực này đột nhiên có màu xám đen ở hai bên hoặc rõ rệt hơn lúc bình thường, chứng tỏ đây là người phụ nữ phong lưu, đa tình, không kém gì các đấng mày râu. Các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.